Wow, và chúng ta có một cái dòng xoay đang xoay mông kìa các bạn. Wow, chúng ta có gì đây? Một con khủng long gì đó là màu hồng tím các bạn à. Wow, để xem nào. Chọn à. Để coi có cái gì trong đây nào. Đây, mình sẽ lấy nó ra. Wow, một con Brachiosaurus các bạn ơi. Wow, cái khủng long Brachiosaurus khá là đẹp luôn. Ui, nó đang đứng kìa các bạn, to chưa kìa. Wow, khá là to lớn luôn ấy, đi rất là chậm chạp luôn. Đấy, vòng xoay chúng ta lại bắt đầu với những cái gì đây, với con gì đó đây. Đấy, màu hồng các bạn ơi, màu hồng đậm. Đấy, không biết trong đây sẽ là gì đây. Đấy, búp này. Đây, chúng ta sẽ lấy ra một con gì đây. Parasaurolophus các bạn ơi. Wow, một chú khủng long thuộc họ thằng lằn mau gần ai, rất là đẹp luôn. Wow, nó kìa các bạn. Ui, nó đang uống nước kìa các bạn. Wow, và chúng ta sẽ tiếp tục vòng xoay nào. Ở đây chúng ta có gì đây nào? Màu xanh lá cây đây, bụp cái nè. Đấy, để coi trong đây có gì nào. Đấy, và chúng ta có một chú hà mã đang há cái miệng rất là to luôn kìa các bạn, nó đang hầm gừ kìa các bạn. Trong video chúng ta là một chú hà mã đang rất là lười luôn các bạn, đang mập chưa nó đi không nổi luôn kìa. To quá mà đi không nổi luôn mà. Tiếp tục các bạn ơi. Đấy, tiếp tục chúng ta có gì đây. Màu hồng mà mình thấy được những cái sừng các bạn, không biết đây là gì đây này. Và chúng ta sẽ lấy nó ra. Một con Triceratops, một con tam giác lông ba sừng các bạn, màu nâu rất là đẹp luôn nha. Wow, đang đi bộ các bạn. Ôi, chú khủng long ba sừng chúng ta đây nhìn rất là dễ thương luôn. Ui, và mình thấy nó bắt đầu rồi các bạn. Wow, quá là nhanh. Ui, màu vàng. Đây, chúng ta có gì đây, Tyrannosaurus, con khủng long T-Rex khổng lồ. Wow, mô hình rất là đẹp luôn, màu đỏ này. Ui, hai con T-Rex nó đang đi với nhau rồi các bạn. Wow, to chưa kìa. Đấy, ui, chưa gì mà con xe nó lại bắt đầu rồi các bạn ơi. Wow, màu xanh cuối cùng đây. Ây, cái màu cuối cùng chúng ta đây. Rồi, đây chúng ta có gì ở trong đây nào. Một chú voi các bạn, một chú voi rất là lớn luôn. Ui, mô hình voi khá là đẹp và mềm luôn này. Wow, cặp ngà của nó mình đã chưa kìa các bạn. Ôi chà, rất là nhiều luôn. Wow, và chúng ta đang ở một cái khu rừng với rất là nhiều cái loài khủng long khác nhau và động vật luôn kìa. Mình thấy có cả động vật. Ấy, và chúng ta đã có một con Tyrannosaurus, một con T-Rex rất là đẹp luôn này. Wow, nhìn cái răng của nó kìa. Đấy, mô hình làm bằng cao su nên khá là mềm luôn. Đó, các bạn thấy chưa, đẹp chưa kìa. Ui, trời. Ui, Spider-Man T-Rex đang... Ui, nó bắt cắn hụt con Dino đi chết. Con Velociraptor chứ. Ui, nó cắn hụt luôn các bạn. Wow, nó bắt được Velociraptor rồi. Stegosaurus, một chú khủng long với những cái gai trên lưng rất là đẹp luôn các bạn. Wow, gai đuôi của nó đều rất là đẹp luôn nha. Đấy, mô hình Lego khá là dễ thương, khá là hiền luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái gai trên người nó chưa? Nhìn rất là căng luôn. Đó, không dám đụng luôn đó. Wow, chú Sơn Lâm, một chú sư tử mô hình cực kỳ chân thật luôn các bạn. Wow, cái răng nó màu trắng luôn này. Wow, đây lần đầu tiên mình thấy cái mô hình đẹp như vậy luôn á các bạn. Wow, đang đi kìa các bạn, đang đi rất là chậm chạp luôn kìa. Một chú tê giác hai sừng. Wow, mô hình này phải nói là cực kỳ giống luôn. Một chú tê giác trắng hai sừng rất là đẹp luôn nè. Wow, ui, nó đang tê giác con các bạn. Con này nó vừa mới trưởng thành thôi, tại cái sừng nó chưa có mọc dài kìa các bạn thấy chưa. Đó, mình có cả một con cano to rệt, mô hình đồ chơi Lego khổng lồ đây. Wow, bẻ được cả răng miệng luôn này, hay chưa kìa. Đấy, mô hình đồ chơi khá là vui luôn. Wow, răng nó há được rồi này. Ôi, nhìn gầm gừ dữ chưa. Wow, cái đuôi nó bẻ được đấy các bạn. Wow, cái đuôi nó có cái khớp bẻ ra được luôn này, hay chưa kìa. Ui, nó đang bước ra khỏi cánh cổng. Hai con cano tàu rồi đang bước ra khỏi cánh cổng luôn, chứ không phải có một con nữa các bạn ơi. Wow, quá trời cano tàu rồi luôn. À,
Ai, chúng ta sẽ tiếp tục với Betaranodon, một con thằng lằn bay mô hình Lego khổng lồ luôn. Ui, nó đang há miệng rất là to kìa. Rồi, đang bay nè, các kiểu luôn, khá là vui luôn. Ui, nó đây, nó đang bay trong cái lồng của nó này các bạn. Wow, rất là nhiều con Betaranodon khác luôn các bạn, thấy không? Wow, Spinosaurus, một con khủng long với một vây trên lưng rất là dày luôn. Ôi, đẹp chưa kìa, ui cái mô hình khá là đẹp luôn. Wow, có những cái gai mở miệng được luôn kìa, đã chưa? Ui, nó, con Kaiotaurus nó đang định làm gì cơ? Ôi, nó chạy rồi các bạn. Con Spinosaurus nó đi cho nó nhìn thì là con Kaiotaurus nó bỏ chạy ngay. Ui, khó đứng quá, con này nó khó đứng quá. Đấy. Wow, mình có cả một con dê kìa các bạn. Một chú quắp, một chú dê khá là đẹp luôn. Cái sừng của nó kìa. Ui, cái sừng nó dài chưa kìa các bạn ơi. Wow, cái sừng cực kỳ dài luôn. Một chú dê với cái sừng rất là dài luôn. Ai chà chà, mình có cả một con Indominus Rex đây. Một sự lai tạo giữa T-Rex và con Velociraptor rất là đẹp, của mắt rất là đỏ luôn. Mô hình Lego khá là chi tiết luôn đó nha. Ui, nhìn nó như một con quái vật ngoài hành tinh vừa xuất hiện nha các bạn, nhìn rất là lạ luôn nè. Kế bên là một con Stegosaurus mô hình Lego các bạn ơi. Những cái gai khá là đẹp luôn nha. Ui, cái gai đó kìa, nhìn như những cái lớp mái nhà các bạn, cái ngói các bạn, nhìn đẹp lắm. Ui, Dilophosaurus, một con khủng long hai mang một cam mô hình Lego khá là đẹp. Ui, nó chạy rồi, ui nó chạy nhanh cực kỳ luôn các bạn. Wow, nhìn nó nhỏ mà nó chạy rất là nhanh nha. Ui, chạy rất là nhanh luôn. Có vẻ đang săn mồi các bạn ạ. Tyrannosaurus, con khủng long bạo chúa mô hình. Ui, nhìn kìa, đẹp chưa kìa. Nó đang uống nước kìa các bạn. Nhìn cánh tay nó nhỏ nhắn đáng yêu chưa kìa các bạn. Cánh tay nó khá là nhỏ so với những con khác. Wow, mình bắt được một con cua đồng khổng lồ. Wow, nó to chưa kìa. Một cái màu sắc của nó đẹp thật sự luôn kìa. Món đồ chơi cái màu sắc rất là đẹp luôn nha. Therizinosaurus. Ui, không sao không sao. Ui, mô hình đồ chơi rất là to luôn. Ui, cái móng vuốt nó nhọn chưa kìa các bạn. Wow, há miệng được luôn này. Đấy, khá là đã luôn. Wow, nó đang đánh nhau với con gì vậy? Như con cá sấu và con rắn đó các bạn. Ui, nó đang dùng tay nó quật con cá sấu và con rắn, hạ gục được hai con đó rồi. Quá là mạnh luôn à. Indoraptor, một loài được lai tạo với Indominus Rex và một con Velociraptor với một cái thân hình rất là lạ luôn. Ấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn nó như một con quái vật ngoài hành tinh. Con này mới đúng là quái vật ngoài hành tinh này. Nhìn nó đen thui luôn. Tyrannosaurus, bấm cái đuôi nó sẽ gật cái đầu này, hay chưa? Ôi, thú vị thật sự luôn các bạn ơi. Ui, con khủng long nó đẹp quá các bạn. Wow, một cái màu sắc phải nói là rất là đẹp luôn kìa. Ấy, Mosasaurus, ui mình cầm nhầm cái đầu của nó rồi các bạn. Cầm ra, nó há bị được này, nó to chưa kìa. Wow, một chú khủng long phải nói là khá là lớn luôn. Ui, nhìn nó bơi đã chưa kìa các bạn. Con này có vẻ như nó to bằng cả một con Megalodon khổng lồ ấy. Một Ankylosaurus khổng lồ, một con khủng long với rất là nhiều gai trên lưng, một cái lớp bảo vệ tuyệt vời để chống lại những con khủng long khác các bạn ơi. Wow, gai nó nhọn chưa kìa. Đấy, gai nó bọc xung quanh, ngay cả đầu nó cũng có gai luôn các bạn. Đuôi nó cũng có luôn kìa. Wow, nó lại có một cái cục gì nó rất là to sau đuôi luôn. Có vẻ như một lớp phòng thủ khá là mạnh. Ui, mình có cả một con gorilla luôn này. Một con tinh tinh đang vỗ ngực rất là đẹp luôn. Trong đây là chúng ta có một chú vượn mặt đỏ. Ôi, không phải, đây là như một con đười ươi các bạn này. Con này nó khá là lạ luôn. Con này có vẻ như là giống loài người chúng ta đấy. Cực kỳ giống luôn. Wow, nhiều quá, không biết lấy con gì luôn ấy. Velociraptor, mô hình Lego. Wow, một màu xanh. Xanh này xanh nước biển đúng không ta, nhìn rất là đẹp đó nha. Đấy, các bạn thấy chưa, nhìn rất là đẹp luôn. Ui, nhìn nó kìa, chú Velociraptor chúng ta đang đi thư thả luôn. Khi mà nó săn mồi nó sẽ bật cái tốc độ nó lên mà nó dí cái con mồi các bạn.
Wow, Black Panther, một con báo đen rất là đẹp luôn. Ui, cặp mắt nó đỏ rực luôn, nhìn cứ rất là khó thấy luôn nha. Ôi, nó đen khui rồi các bạn. Ui, trong video chúng ta là con báo hoa mai. Wow, đang đi kìa. Nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Brachiosaurus, một chú khủng long với cái cổ rất là dài luôn. Một loài khủng long ăn cỏ rất là hay ho luôn. Ui, mình bẻ ngược cái cổ nó luôn rồi, không ra đây mình bẻ lại này. Đấy. Wow, một cặp Brachiosaurus đang đi các bạn. Wow, những bước chân rất là nặng nề do cái thể trạng cực kỳ to lớn. Một con Bolabia đây, một con gấu Bắc Cực rất là đẹp luôn. Wow, nó trắng buốt luôn kìa các bạn, nhìn thấy chưa? Gấu rất là đẹp luôn. Mình có cả một con rùa biển luôn các bạn. Wow, con rùa này nó lại có màu trắng xung quanh, nhìn nó lạ mắt và nó đẹp quá các bạn ơi. Wow. Ôi, cái gì đây? Ôi, thì ra một chú rùa núi đang đi rất là chậm luôn. Đấy. Cái giọng mình nó chậm theo luôn, nó nghe theo rất là lạ luôn ha. Ui, chúng ta có một con gấu trúc mô hình rất là xinh luôn. Wow, nó trắng đẹp chưa kìa các bạn. Một màu trắng đen khá là đẹp, không bị dơ một tí nào luôn. Nó ở chung chuồng với những con camel kìa các bạn, những con lạc đà không bú kìa. Wow, nó ở chung chuồng được với những con này luôn kìa. Mình bắt được một con châu chấu, nó lẫn trốn như này. Ôi, châu chấu giả các bạn, không phải là thật. Mình cứ tưởng là thật, mình định bắt nó mà ai ngờ nó không di chuyển gì các bạn ạ. Ôi chà chà, rất là giống luôn nha. Trời, xe là top khổng lồ. Wow, một con khủng long cực kỳ to lớn luôn này. Đó, bây giờ nhìn nó to chưa kìa. Đấy, bẻ được cả khớp luôn, bấm nút được luôn này. Ôi, nó có cái bấm nút là nó sẽ kêu gầm gừ lên, rất là hay luôn. Ui, nó hút mình nè. Đang đi bộ các bạn. Đây rất là giống cho xe táo luôn này luôn, thấy không các bạn, thấy không? Vậy nhìn những chi tiết cho người nó rất là đẹp luôn. Một con Masiakasaurus. Wow, nó đang giật cái đầu đây. Wow, mô hình này mình rất là thích do nó có thể tương tác được nha, bẻ được cả tay chân cả miệng luôn, bấm cái đầu nó sẽ giật này. Wow, nhìn như một con T-Rex con các bạn. Ui, con này cũng rất là mạnh nha, nó không thua kém như mấy con khủng long hoang lịch nó đâu. Wow, khá là nhiều cái món đồ chơi khác nhau luôn.